Xin chào mừng quý vị đến với Sự Khởi Đầu. Tên tôi là Eric Hovind. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc nói về tôn giáo và khoa học. Tôi biết nhiều người cho rằng tôn giáo và khoa học không liên quan gì với nhau. Nếu quý vị vừa là nhà khoa học vừa là nhà tôn giáo, thì quý vị nên tách hai vấn đề đó riêng biệt với nhau. Bởi vì khoa học không liên quan gì đến tôn giáo cả. Ý tôi là, nói cho cùng thì khoa học được dựng trên những sự thật rất chắc chắn. Quý vị biết đấy, tôn giáo chỉ dựa vào suy nghĩ, cảm xúc và niềm tin. Khoa học là cụ thể, tôn giáo chỉ là vô hình. Khoa học có tất cả câu trả lời. Tôn giáo tạo nên nhiều vấn đề và họ thật sự nghĩ rằng khoa học và tôn giáo không liên quan gì với nhau. Tuy nhiên, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra những giới hạn của khoa học bởi vì khoa học không thể trả lời những câu hỏi cơ bản của sự sống. Có bốn câu hỏi cơ bản về sự sống mà khoa học không có câu trả lời. Tôi là ai? Tôi đến từ đâu? Tại sao tôi có mặt ở đây? Tôi sẽ đi đâu khi tôi qua đời? Cách mà quý vị trả lời những câu hỏi đó phụ thuộc vào cách quý vị quan sát thế giới này ra sao. Bởi vì có những cách khác nhau để quan sát thế giới này. Một số người quan sát thế giới này và cho rằng, ô, thật đáng ngạc nhiên, vụ nổ Big Bang đã tạo nên cả thế giới từ trạng thái hoàn toàn trống không. Chúng ta gọi đây là thế giới quan tiến hóa. Thế giới quan tiến hóa quan sát thế giới này và nói, ừ, chẳng có sự kiến tạo nào cả, chẳng có nhà thiết kế nào hết. Đó chỉ là một sự ngẫu nhiên to tát mà thôi. Điều đó có nghĩa rằng quý vị có thể làm bất cứ thứ gì quý vị muốn khi đang sống. Bởi vì thế giới quan tiến hóa này khuyến khích chúng ta tin rằng chúng ta thật sự là Thượng Đế và chúng ta sẽ không trả lời bất cứ ai khi chúng ta qua đời. Nhưng có một cách khác để quan sát thế giới này. Đó là thế giới quan sáng tạo. Một số người quan sát thế giới này và thốt lên rằng thật là một sự sáng tạo không thể tin được. Ác phải có một đấng sáng tạo khôn ngoan nào đó làm nên thế giới này chứ. Đây chính là thế giới quan sáng tạo. Thế giới quan sáng tạo vẫn cho rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Và đến cuối cùng thì Ngài sẽ xét đoán mỗi người. Thế giới quan này cho rằng quý vị phải chịu trách nhiệm về mọi lời dữ từ miệng quý vị nói ra. Vậy nên, quý vị có thế giới quan tiến hóa và thế giới quan sáng tạo. Quý vị có sự tiến hóa và sự sáng tạo, hai thế giới quan cơ bản. Hãy nhìn sơ đồ dòng thời gian về hai thế giới quan này. Những người theo chủ nghĩa sáng tạo cho rằng 6.000 năm trước chính là khoảng thời gian mà Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Và 4.400 năm trước đó, một trận đại hồng thủy đã hủy diệt thế giới. Và rồi 2.000 năm trước đây, Chúa Giêsu Christ đã giáng sinh. Và ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây, chờ ngày Chúa trở lại. Hãy so sánh với những gì mà nhà tiến hóa dạy. Nhà tiến hóa cho rằng một vụ nổ Big Bang đã diễn ra vào 20 tỷ năm trước đây. Vậy thì, cái gì đã nổ ra từ Big Bang? À, họ chẳng biết. Vụ nổ này xảy ra khi nào? À, thì chúng tôi cũng không chắc chắn lắm. Vậy thì, không có thứ gì diễn biến trong một khoảng thời gian dài như vậy. Thời kỳ cực kỳ dài lâu của cái gọi là con số 0. Và rồi cuối cùng thì, 4,6 tỷ năm trước, trái đất được hình thành. Vâng, quả đất mà chúng ta đang ngồi đây đã hình thành từ 4,6 tỷ năm trước. Và rồi, 3 tỷ năm trước, thử đoán xem điều gì xảy ra. Sự sống xuất hiện. Vâng, quý vị biết đó. 4,6 tỷ năm trước, sau khi trái đất được hình thành và nguội dần, thì mưa bắt đầu rơi trên những tảng đá trong vòng hàng triệu năm. Trời mưa nhiều đến nỗi tạo nên những đại dương trên bề mặt quả đất, gọi là đại dương, bởi vì đại dương có sống. Tôi không biết quý vị đã từng vượt qua những đại dương chưa. Ở đó có sống, bởi vì sống hòa với đá và tạo thành thứ gọi là súp. Và 3 tỷ năm trước, món súp này xuất hiện. Rồi súp tạo nên ai đó để cưới và tạo nên thứ gì đó để ăn. Và rồi giờ đây chúng ta có mặt ngày hôm nay. Chúng ta là nhân loại. Vâng thưa quý vị, tiến hóa là như vậy. Tôi không làm quý vị ấn tượng à? Tốt thôi, nhưng đó chính là những gì mà thuyết tiến hóa dạy cho chúng ta đó. Quý vị có thế giới quan sáng tạo và thế giới quan tiến hóa. Bây giờ, xin phép cho tôi hỏi quý vị điều này. Nếu chúng ta tin vào thế giới quan tiến hóa, thì quý vị sẽ quan sát sự sống như thế nào? Quý vị sẽ trả lời bốn câu hỏi cơ bản về sự sống đó ra sao? Khi câu hỏi số 1 chẳng hạn, tôi là ai? Nếu tiến hóa là có thật, thì quý vị là ai? Vâng, thật sự thì tôi đoán quý vị chỉ là một món súp thôi, phải không? Còn câu hỏi thứ 2, tôi đến từ đâu? Nếu tiến hóa là thật, thì chúng ta đến từ đâu?
đến từ món súp, hoặc chúng ta có thể lùi xa hơn là cho rằng chúng ta đến từ một vụ nổ vũ trụ khoảng chừng 20 tỷ năm về trước. Còn câu hỏi thứ ba, tại sao tôi có mặt ở đây? Theo thuyết tiến hóa, mục đích đời tôi là gì? Tại sao tôi có mặt ở đây? Theo thuyết tiến hóa, chẳng có mục đích nào cả, đúng không? Chẳng có mục đích nào để cho con người hiện diện cả. Quý vị ngẫu nhiên ở đây, mọi thứ chỉ là kết quả của sự tình cờ. Còn câu hỏi thứ tư, tôi sẽ đi về đâu khi tôi qua đời? Nếu thuyết tiến hóa là đúng, thì quý vị sẽ không đi đâu khi quý vị qua đời. Quý vị sẽ nằm xuống đất, sẽ biến thành một con sâu, hay thành một loài thực vật, hay một thứ gì đó. Nhưng quý vị sẽ chẳng đi đâu khi quý vị qua đời. Nếu chúng ta tin vào sự sáng tạo, chúng ta sẽ trả lời bốn câu hỏi căn bản đó rất khác so với những ai tin vào sự tiến hóa, phải không? Dĩ nhiên, sẽ hoàn toàn rất khác. Tôi tin ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Và bởi vì tôi tin như vậy, nên toàn bộ quan điểm của tôi về sự sống rất khác với những người tin vào sự tiến hóa. Giả sử tôi nói với quý vị điều này, quý vị có biết rằng nếu quý vị hôn một con ếch thì nó sẽ biến thành một hoàng tử? Quý vị sẽ phản ứng, Eric, sai rồi. Vậy là sao? Đó chỉ là một chuyện thần thoại thôi. Điều đó không xảy ra. Có bao nhiêu người trong số các quý cô có chồng bằng cách hôn một con ếch? 1, 2, 3. Được rồi, xin cảm ơn. Không, quý vị không thể có hoàng tử bằng cách hôn một con ếch được. Điều đó không xảy ra. Tuy nhiên, quý vị có biết rằng trong sách giáo khoa ngày nay, người ta đang dạy trẻ em rằng một con ếch có thể được biến đổi thành một hoàng tử. Điều đó hoàn toàn chính xác. Con ếch thật sự đã biến thành một hoàng tử, nhưng mà yếu tố phép thuật chỉ là một nụ hôn. Không, không, quý vị phải để cho điều đó có thời gian. Hàng tỷ năm, thời gian đó sẽ biến con ếch của quý vị trở thành hoàng tử. Xin hãy để tôi làm rõ điều này. Nếu một con ếch biến thành một chàng hoàng tử đẹp trai diễn ra một cách nhanh chóng, thì chúng ta cho rằng đây là một chuyện hoang đường. Nhưng tiến trình đó diễn ra rất chậm, chúng ta gọi đó là khoa học hiện đại. Quý vị hiểu chứ? Quý vị đang đùa với tôi phải không? Điều đó thật sự không xảy ra. Từ điển mô tả từ khoa học có nghĩa là kiến thức được tích lũy thông qua sự quan sát và nghiên cứu. Những thứ mà chúng ta có thể biết bởi vì chúng ta có thể thấy, chúng ta có thể kiểm nghiệm và có thể chứng minh được. Vậy, tôi có một câu hỏi. Phải chăng sự tiến hóa thật sự là một phần ở trong khoa học? Chúng ta hãy cùng phân tích và tìm hiểu. Mô tả thứ nhất về sự tiến hóa. Ồ, tôi quên mất cho quý vị biết rằng thật sự có 6 loại tiến hóa khác nhau. Tiến hóa không chỉ là một thứ nhỏ nhoi nào đó. Tiến hóa được chia thành 6 phần khác nhau. Hãy cùng xem. Trước nhất, chúng ta có sự tiến hóa vũ trụ. Đó là nguồn gốc thời gian, không gian và vật chất liên quan đến Big Bang. Nếu khoa học là một thứ mà chúng ta có thể thấy, kiểm tra và chứng minh, thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Chúng ta có thể thấy, kiểm tra hoặc chứng minh vụ nổ Big Bang không? Không, chúng ta không thể, đúng không? Vậy thì, quý vị cứ mà tin vào Big Bang. Nhưng phải hiểu rằng, đó không phải là một phần của khoa học, bởi vì quý vị không thể thấy, kiểm tra hay chứng minh được vụ nổ đó. Còn thứ này thì sao? Tiến hóa hóa học. Theo tiến hóa hóa học, tất cả các nguyên tố mà chúng ta có ngày nay đều được hình thành từ khí hydro và heli. Quý vị có nhớ bản tuần hoàn nguyên tố hóa học không? Có bao nhiêu người khi đi học phải học thuộc bản tuần hoàn nguyên tố hóa học? Có bao nhiêu người đã quên đi cái bản đó trong vòng 5 phút? Tôi cũng vậy thôi. Quý vị có bản tuần hoàn nguyên tố hóa học này. Quý vị cho rằng tất cả các nguyên tố đó bắt nguồn từ hydro và heli. Vậy thì hãy cứ cho là điều đó đã xảy ra. Nhưng quý vị không thể biết điều đó, bởi vì quý vị không thể thấy, kiểm tra hay chứng minh được tiến hóa hóa học. Vậy thì hãy cứ cho là điều đó đã xảy ra. Quý vị cứ tin vào điều đó, nhưng đừng gọi đó là khoa học. Còn về sự tiến triển của các vì tinh tú và hành tinh thì sao? Các ngôi sao và hành tinh hình thành như thế nào? Để tôi hỏi quý vị thử xem. Chúng ta có bao giờ thấy ngôi sao đang hình thành không? Không, chúng ta không thấy. Một số người nói là, à, chúng tôi có thấy các ngôi sao được sinh ra. Thật sự là những gì đôi khi họ thấy chỉ là những vùng sáng hơn trên bầu trời và họ nghĩ rằng, ắt hẳn là có một ngôi sao đang hình thành ở ngoài kia. Không, chúng ta thật chẳng bao giờ thấy một ngôi sao được sinh ra cả.
chẳng bao giờ chứng kiến được điều đó diễn ra. Thứ mà chúng ta thấy là rất nhiều ngôi sao bùng nổ. Chúng được gọi là sao mới hoặc là siêu sao mới. Và việc này cứ diễn ra mỗi 30 năm một lần. Vậy là cũng đủ thú vị rồi. Chúng ta chỉ thấy khoảng 300 ngôi sao mới thôi. Điều này chẳng đáng gì với hàng tỷ năm để diễn ra các hoạt động hình thành tinh tú và hành tinh, đúng không? Quý vị biết là có rất nhiều ngôi sao, rất nhiều. Và các nhà khoa học ước lượng rằng với số lượng ngôi sao đó trong không gian, đủ để mỗi người trên hành tinh này có thể sở hữu 11.000 tỷ ngôi sao. Quý vị có thể có 11.000 tỷ ngôi sao của mình. Vậy thì hãy đặt tên chúng. Cứ mà thưởng thức điều đó. Và nhân tiện, chúng chỉ là những gì mà chúng ta biết. Chúng ta không biết những thứ mà chúng ta không biết. Có rất nhiều ngôi sao. Quý vị cứ mà tin rằng đã có những sự cấu thành ngôi sao. Nhưng quý vị không thể biết điều đó. Đó chỉ là một niềm tin. Nó không phải là một phần của khoa học và cũng không phù hợp với khoa học. Đồng ý chứ? Và quý vị có nhận ra điều này không? Với tất cả những ngôi sao mà chúng ta có trong vũ trụ đến bây giờ, thì các nhà khoa học cho rằng con số ước tính hiện tại là 70 triệu lũy thừa 6. Con số đó là 70 lần 21 con số 0. Đúng vậy, có rất nhiều ngôi sao và họ nói rằng tất cả những ngôi sao đó hình thành trong 20 tỷ năm. Khoan đã, hãy thử làm một phép tính với tôi. Nếu 70 lũy thừa 6 ngôi sao hình thành chỉ trong 20 tỷ năm, thì cũng giống như 3,5 ngàn tỷ ngôi sao được hình thành trong một năm, hoặc trên 6 triệu rưỡi ngôi sao được hình thành chỉ trong một phút. Chúng ta có thấy được 6 triệu rưỡi ngôi sao hình thành trong mỗi phút không? Không. Điều đó ắt hẳn phải diễn ra trong 20 tỷ năm mới đạt được con số ngôi sao mà chúng ta thấy trong vũ trụ ngày nay. Còn tiến hóa hữu cơ thì sao? Chất hữu cơ của sự sống bắt nguồn từ thứ phi sự sống. Chúng ta đã từng thấy điều đó diễn ra chưa? Chúng ta có bao giờ thấy thứ gì đó mà chẳng thật sự sống động trở nên sống động không? Có, cái tủ lạnh của tôi. Không, điều đó không ổn. Tôi thật sự đang nói về một cục đá phát triển thành sự sống. Không, chúng ta chưa từng thấy điều đó. Chẳng bao giờ kiểm nghiệm. Thật sự, chúng ta đã cố gắng kiểm tra. Chúng ta đã cố gắng chứng minh điều đó. Nhưng khoa học đã không đem lại kết quả nào cả. Điều đó không thuộc về lĩnh vực khoa học. Ý tưởng về sự sống bắt nguồn từ dạng phi sự sống chính là một thế giới quan tôn giáo, chứ không phải là một thế giới quan khoa học. Đồng ý không? Họ thật sự không biết làm thế nào mà sự sống đã tiến triển ngay từ ban đầu. Làm sao mà sự sống xuất hiện? Thuyết phát sinh sinh vật A. Thuyết này đã thật sự diễn ra khi nào, hoặc nó diễn ra làm sao, hoặc thật chẳng có manh mối nào cả. Tiếp theo, chúng ta có thứ gọi là tiến hóa vĩ mô. Tiến hóa vĩ mô chính là sự thay đổi từ loài động vật này sang loài động vật khác. Chúng ta vừa mới xem biểu đồ này. Vâng, thưa quý vị, con người tiến hóa từ con khỉ. Thật sự, bây giờ họ không còn gọi là khỉ. Họ dùng một từ rất là chuyên môn. Họ gọi là linh trưởng. Những con khỉ tiến hóa từ linh trưởng và chúng ta tiến hóa từ linh trưởng. Con linh trưởng là con gì? Dù nó là con gì thì cũng không thành vấn đề. Vấn đề là khi nào điều đó đã diễn ra. Vậy chúng ta tiến hóa từ linh trưởng phải không? Vậy là rõ rồi. Nhưng chúng ta hãy hiểu điều này. Có bao giờ chúng ta thật sự thấy tiến hóa vĩ mô này xảy ra chưa? Không. Ngày nay trên thế giới có rất nhiều giống chó. Nhưng đó cũng chỉ là những giống chó mà thôi. Giống chó Chihuahua và chó ngao khủng rất khác biệt, nhưng chúng vẫn là chó. Nếu như quý vị xem con Chihuahua là một con chó, cá nhân tôi thì không. Chó, chó sói và chó sói đồng cỏ rất có thể có chung một tổ tiên, nhưng tôi cam đoan là tổ tiên của chúng không phải là trái chuối. Đồng ý không? Chúng ta không thấy tiến hóa vĩ mô diễn ra. Chúng ta chưa từng thấy nó diễn ra. Chúng ta cùng làm một bài trắc nghiệm ở đây. Trên màn hình của tôi là một con chó, chó sói, chó đồng cỏ và trái chuối. Trong những thứ này thì cái nào nhìn khác so với những cái kia? Không tính đứa bé trong hình. Chó, chó sói, chó sói đồng cỏ và chuối, cái nào? Trái chuối. Xin cho anh ta tràn pháo tay. Thật giỏi, thật là giỏi. Anh còn thông minh hơn cả một nhà khoa học bình thường thời nay nữa đấy. Cuối cùng thì chúng ta cũng đến với chữ N. N. Điều cuối cùng còn lại ở đây là tiến hóa vi mô. Tiến hóa vi mô thật ra không phải là tiến hóa.
Thật ra nó chỉ là một sự thay đổi thôi. Chó có thể sinh ra nhiều con khác nhau, phải vậy không? Vậy, có phải đó là sự tiến hóa không? Không, đó chỉ là một sự thay đổi đơn giản thôi. Sự thay đổi này thật ra mang tính khoa học, bởi vì các nhà khoa học nghĩ rằng chúng ta có thể thấy, kiểm tra và chứng minh. Bây giờ chúng ta có thể chứng minh một con chó đang sản sinh ra nhiều con khác nhau không? Vâng. Chính vì vậy mà điều này hoàn toàn phù hợp, có thể nằm đây, phù hợp với lĩnh vực khoa học. Những dạng tiến hóa còn lại đều là thế giới quan tôn giáo. Chúng không liên quan gì với khoa học cả. Kinh Thánh cho chúng ta biết nhiều lần rằng động vật sẽ sản sinh ra đúng theo loài của nó. Đó là tất cả những gì mà chúng ta sẽ làm để sinh sản trong cùng loài. Chúng không sản sinh ra những loài mới. Người ta muốn tin vào tiến hóa vĩ mô, nhưng đối với sự tiến hóa và tất cả những thứ còn lại, thật sự không xảy ra. Thật thú vị, sách giáo khoa dạy cho giáo viên rằng phải chắc chắn nhấn mạnh rằng tuổi thọ của trái đất được 4,5 tỷ năm rồi. Tại sao họ lại nhấn mạnh điều đó? Tại sao họ không nhấn mạnh vào một thứ gì đó gọi là khoa học hơn? Như định luật đầu tiên về nhiệt động lực học chẳng hạn, đó mới là khoa học chứ. Định luật nhiệt động lực học đầu tiên cho chúng ta biết rằng vật chất không thể nào được tạo nên và cũng không thể bị hủy đi. Chúng chỉ có thể biến đổi theo dạng. Nhưng nếu vật chất không thể được hình thành hoặc bị tiêu hủy, thì tôi gặp vấn đề rồi, bởi vì mọi thứ đều được làm từ vật chất. Tôi được tạo nên từ vật chất. Nếu vật chất không thể được tạo nên hay tiêu hủy, thì có một câu hỏi chúng ta cần phải trả lời. Vật chất đó đến từ đâu? Tất cả những vật chất mà chúng ta thấy ngày nay đến từ đâu? Chúng đến từ nơi nào? Cuối cùng, chỉ còn hai sự lựa chọn. Hoặc là ai đó đã làm nên nó, hoặc là tự nó hình thành nên. Chẳng có sự lựa chọn nào khác. Tôi tin rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Những nhà nhân văn không tin như vậy. Những nhà tiến hóa tin rằng vũ trụ tự tồn tại, chứ nó thật sự chưa bao giờ được dựng nên. Làm sao mà quý vị có thể khiến cho thế giới tự hình thành được? Đó là điều quá khó. Làm sao quý vị khiến cho trái đất hình thành? Làm sao quý vị khiến cho vũ trụ tự hình thành từ trạng thái trống không được? Các nhà tiến hóa đã suy gẫm điều đó trong một thời gian rất dài, và họ gọi nó là Big Bang. Được chứ? Hãy nói cho tôi biết về Big Bang. Đây chính là những gì mà họ nói về Big Bang. Trong sách giáo khoa, chỉ là từ 18 đến 20 tỷ năm trước. Đó là một khoảng thời gian dài. Họ cho rằng tất cả mọi vật chất trong vũ trụ. Quý vị biết chữ vũ trụ thật sự có nghĩa là gì không? Chữ vũ trụ có nguồn gốc từ hai chữ Latin là chữ uni và vers. Uni nghĩa là độc nhất, là một. Vers nghĩa là một câu được nói ra. Quý vị thật sự biết mình đang nói về điều gì chứ? Mỗi khi họ nói vũ trụ thì nghĩa là họ đang nói về một câu đơn được nói ra. Điều này thật thú vị, phải không? Vũ trụ, chúng ta đang sống trong vũ trụ, đúng không? Quý vị có nhận ra rằng chúng ta đều đang sống trong một câu nói được nói ra hay không? Tôi thậm chí có thể cho mọi người biết rằng điều đó là đúng. Và Đức Chúa Trời phán, phải có sự sáng, thì có sự sáng. Quý vị có nhận ra là chúng ta đang sống bên trong một câu nói, y như Kinh Thánh đã chép. Dù sao đi nữa, từ 18 đến 20 tỷ năm trước, tất cả mọi vật chất trong vũ trụ đều được dồn vào một thứ dày đặc, một lớp khí quyển rất nóng, nó có thể nhỏ hơn một chấm trên trang giấy này. Vâng. Tất cả mọi vật chất trong vũ trụ, mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, hành tinh, quần áo của phụ nữ, mọi thứ đều được ép vào trong một dấu chấm nhỏ hơn dấu chấm trên tờ giấy này. Đó là một dấu chấm đông đúc. Đó là một dấu chấm rất là nặng. Thử đoán xem, đấy không phải là lần đầu tiên điều đó diễn ra. Nó được diễn ra từ trước và nó sẽ xảy ra một lần nữa. Mọi vật chất và năng lượng sẽ được dồn vào một diện tích nhỏ một lần nữa. Diện tích này có thể không lớn hơn dấu chấm ở cuối câu này. Rồi một vụ Big Bang khác sẽ xuất hiện. Vâng, vụ nổ này xảy ra 80 đến 100 tỷ năm trước rồi. Vậy thì tôi có một chút ít tin lành đây. Quý vị không phải lo về tình trạng trái đất nóng lên, nhưng hãy coi chừng tình trạng trái đất sẽ bị ép lại. Quý vị sẽ bị ép. Tác giả này rất sáng suốt để viết một quyển sách giáo khoa. Quý vị phải thông minh ít nhất cỡ đó. Ông ta dạy các em học sinh rằng xung quanh vũ trụ không có gì, nghĩa là không có gì. Ồ,
Ông cho rằng không những vật chất và năng lượng sẽ biến mất, nhưng không gian và thời gian cũng biến mất nữa. Tuy nhiên, các nhà vật lý giả định rằng một vụ nổ khổng lồ sẽ khởi đầu từ trạng thái trống không của vũ trụ. Khoan đã, có phải ông ta nói rằng không có gì đã bùng nổ hết và chúng ta có mặt ở đây? Và quý vị đưa điều đó vào sách khoa học và ông ta gọi đó là một phần của khoa học. Điều đó chẳng liên quan gì với khoa học. Con người, đó là một hệ thống niềm tin. Đó là một thế giới quan tôn giáo. Họ thậm chí đưa cùng một ý tưởng đó vào những tạp chí khoa học lớn. Tạp chí khoa học Hoa Kỳ nhìn theo cách này, vũ trụ mà chúng ta quan sát được có thể đã phát triển từ một vùng rất nhỏ, nghĩa là một dấu chấm. Rồi họ nói, sau đó, vũ trụ phát triển xa hơn và phỏng đoán rằng toàn bộ vũ trụ này tiến triển từ trạng thái trống rỗng theo mặt nghĩa đen. Ồ, đây chính là những gì mà người ta gọi là khoa học ngày nay. Và đưa vào những tạp chí khoa học lớn, tạp chí khám phá cũng làm y như vậy. Xin nghe đây, mọi thứ đến từ đâu? Ồ, vũ trụ đã nổ tung thành một thứ gì đó từ trạng thái hoàn toàn không có gì, gọi là nada. Tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là không có gì. Và rồi nó càng lớn hơn, chứ nhiều thứ trong đó là những thứ chẳng biết đến từ đâu cả. Làm sao điều đó có thể được? Hãy hỏi Alan Gutch, vì giả thuyết của ông ta về sự thổi phồng có thể giúp giải thích được mọi thứ. Nếu quý vị hỏi tôi, thì đấy là một trong những người cười khôi nhất khi đưa ra giả thuyết này. Do vậy, họ gọi đó là khoa học, và điều đó làm cho tôi hoàn toàn điên đảo. Điều đó chẳng liên quan gì đến khoa học thực thụ cả. Điều gì đã xảy ra với dấu chấm? Mọi thứ tập trung vào trong dấu chấm nhỏ này, phải không? Và rồi dấu chấm này bắt đầu quay tròn, và nó quay càng nhanh hơn, quay càng nhanh, nhanh hơn, và nhanh hơn, và cuối cùng là nổ, gọi là vụ nổ Big Bang. Đây chính là cách mà họ dạy trên truyền hình như kênh Khám Phá. Đó là đoạn clip mà họ chiếu trên kênh Khám Phá. Khoảng chừng 14 tỷ năm trước, vũ trụ được tạo nên từ trong một vụ nổ không gian và thời gian, vật chất và năng lượng hết sức to lớn và được gọi là Big Bang. Những gợn sóng lượng tử bé xíu phát triển thành những đốm dày đặc trong một thứ hỗn hợp nguyên thủy. Các thiên hà cô động lại thành một loạt các hình dạng và kích cỡ to lớn khác nhau. Đó chính là cách mà điều đó xảy ra, đúng không? Tất cả những gì quý vị phải làm là hãy làm một đoạn phim và mọi người sẽ tin quý vị. Trong trường hợp đó, tôi đã dựng một đoạn phim. Tôi quyết định là nếu họ có thể chiếu phim của họ về vụ nổ Big Bang, thì tôi sẽ chiếu quan điểm của tôi về vụ nổ Big Bang đó. Đây là quan điểm của tôi. Khoảng chừng chưa đến 14 tỷ năm về trước, tất cả mọi vật chất trong vũ trụ đều được cô động lại thành một dấu chấm. Dấu chấm này thật rất nhỏ, được cho là nhỏ hơn cả dấu chấm trên giấy nữa. Và rồi dấu chấm này bắt đầu quay tròn và nổ. Chúng ta gọi sự kiện này là Big Bang. Quý vị nghĩ gì? Đó là điều có thể xảy ra, đúng không? Tôi không thể biết làm cách nào mà kênh Khám Phá lại không muốn phát sóng phim của tôi. Tôi không hiểu. Giống như là, này, tôi có bằng chứng cho các ông đây. Tại sao không phát sóng phim của tôi? Này, lần sau quý vị có nói chuyện với một nhà tiến hóa nào đó về Big Bang, thì hãy hỏi người đó một vài câu hỏi. Hãy hỏi như vậy. Này, vật chất đến từ đâu? Ai thật sự làm nên nó? Quý vị biết ông ta sẽ nói gì không? Chúng tôi không biết. Hoặc là thử cách này rồi nói, này, các định luật đến từ đâu? Quý vị biết là có rất nhiều định luật đang chi phối vũ trụ chúng ta. Định luật trọng lực, quán tính, lực lý tâm, Boyle. Chúng ta có tất cả những định luật này chi phối trong vũ trụ chúng ta. Nếu tiến hóa thật sự đang diễn ra, làm thế nào mà các định luật đó không phát triển? Tại sao trọng lực không thay đổi ngày này qua ngày kia? Làm sao mà quý vị không tăng lên thêm 10 cân mỗi ngày? Có thể quý vị sẽ nói, tôi có tăng cân mà. Thì đó là một vấn đề khác được chứ. Nhưng các định luật không thay đổi bởi vì có một đấng thiết lập định luật và đấng đó không thay đổi. Đó mới là lý do. Tiến hóa không thể nào giải thích được vấn đề đó. Còn năng lượng thì sao? Năng lượng đến từ đâu? Để di chuyển vật thể, cần phải có năng lượng. Ai đã đem những thiên thạch ra từ Big Bang? Điều đó thật đã xảy ra như thế nào? Sẽ cần rất nhiều năng lượng để ép mọi thứ trong vũ trụ và một dấu chấm, phải không? Tất cả năng lượng đó đến từ đâu? Họ không biết.
Còn thứ này thì sao? Có bao giờ quý vị chơi trên một cái vòng quay ngựa gỗ chưa? Có bao nhiêu người trong số quý vị đã chơi trò này rồi? Đây là một trong những thứ quay chung quanh quý vị cho đến khi quý vị nôn ra luôn. Nếu quý vị vịn vào cái tay cầm trên vòng quay ngựa, thì quý vị cần làm một thí nghiệm khoa học. Tôi thích làm thí nghiệm này trên vòng quay ngựa gỗ lắm. Cách mà tôi làm là cho ba em học sinh lớp 4 lên vòng quay đó. Tôi muốn lấy học sinh lớp 4 để thí nghiệm vì chúng rất bền sức và có thể dùng để triển khai thí nghiệm được. Vì vậy, chúng tôi sẽ sử dụng các học sinh lớp 4 để thí nghiệm. Khi mà chúng ta làm thí nghiệm, thì điều này sẽ rất là tuyệt. Các em học sinh lớp 4 sẽ trải qua 4 giai đoạn khác nhau. Khi tôi đặt các em lên trên vòng quay ngựa gỗ, chúng ta sẽ bắt đầu xoay cái vòng quay theo chiều kim đồng hồ, được chứ? Bọn trẻ lúc này đang ở trong giai đoạn số 1. Chúng sẽ la lên, chơi trò này vui quá, mình cùng quay nhanh đi nào, nhanh nữa nào. Chúng ta bắt đầu quay nhanh hơn cho đến khi đạt vận tốc 30 dặm một giờ, nghĩa là đến giai đoạn 2. Bọn trẻ không còn la nữa và sẽ yên lặng tập trung hoặc bám chặt tay để cho nó quay chung quanh, chung quanh, chung quanh và chung quanh. Khi chúng ta đi nhanh hơn một chút, vận tốc đạt 60 dặm một giờ, tức là chuyển sang giai đoạn 3. Giai đoạn 3 chính là lúc bọn trẻ bắt đầu la nữa, nhưng lần này thì chúng sẽ la lên. Dừng lại, cho con xuống. Nhưng chúng ta không thể dừng lại, vì đây là một thí nghiệm khoa học, nên chúng ta sẽ cứ tiếp tục chứ. Không lâu sau đó, vận tốc đạt từ 80 đến 100 dặm một giờ. Thì tùy vào sức của mấy em học sinh lớp 4, chúng ta bước vào giai đoạn 4, là giai đoạn được mong chờ. Trong giai đoạn này, từng đứa một sẽ bắt đầu bay ra khỏi vòng quay. Ồ, đây chính là điều mà chúng ta đang chờ đợi. Quý vị sẽ phải quay lại giai đoạn này bởi vì quý vị sẽ thấy một số yếu tố vật lý rất thú vị ở đây, được chứ? Nếu cái vòng quay ngựa gỗ đang quay theo chiều kim đồng hồ, thì khi đứa trẻ bay ra khỏi đó, nó sẽ cứ tiếp tục theo chiều kim đồng hồ cho đến khi đụng thứ mà chúng ta gọi là vật cản. Chẳng hạn như cái cây này hay thứ nào đại loại như vậy. Nhưng cho đến thời điểm đó, đứa bé sẽ quay theo chiều kim đồng hồ trên mặt vật lý. Thì đây được gọi là sự bảo toàn xung lượng góc. Sự bảo toàn xung lượng góc này cho chúng ta biết rằng nếu một vật thể đang quay tách rời khỏi môi trường ma sát, thì các mảnh vỡ tách rời sẽ quay theo cùng một hướng. Quý vị đã hiểu sự bảo toàn xung lượng góc rồi chứ? Tôi có một câu hỏi. Nếu tất cả chúng ta bắt đầu từ một chấm đang xoay nhanh và phát nổ, thì mọi thứ chẳng phải đang quay theo cùng một hướng sao? Nên là như vậy, nhưng không phải vậy. Quý vị nhận ra là chúng tôi đang nói về những thứ quay theo một hướng ngược lại, phải không? Vâng, cả sao Kim. Thực ra thì họ nên đổi tên hành tinh đó. Nhưng chúng ta có một số hành tinh đang quay về phía sau so với tất cả những hành tinh khác. Theo giả thuyết Big Bang, thì điều này chẳng có nghĩa. Quý vị thấy là 8 mặt trăng khác nhau quay theo quỹ đạo ngược về phía sau hành tinh đó. Một số hành tinh có mặt trăng quay theo quỹ đạo trên cùng hai hướng và cùng một thời điểm xác định. Còn theo Big Bang thì mọi thứ sẽ phải quay theo cùng một hướng. Chúng ta thậm chí có một thiên hà đang quay về phía sau. Theo Big Bang, những điều này là không bình thường. Chúng chẳng có nghĩa gì hết. Làm sao quý vị giải thích được điều này? Và tôi sẽ giải thích như thế này. Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Và Ngài dựng nên điều đó có mục đích để khiến cho giả thuyết Big Bang thành một giả thuyết ngu ngốc. Và đó là như vậy. Hoàn toàn không có nghĩa gì khác. Thuyết Big Bang thậm chí không còn phù hợp với khoa học mà chúng ta thấy ngày nay, được chứ? Vụ nổ Big Bang đã không xảy ra. À, tôi nói lại, thật sự chúng ta có tin Big Bang. Kinh Thánh nói rằng các tầng trời sẽ tiêu tan cùng với một tiếng nổ lớn, giống như vụ nổ Big Bang vậy đó. Vì vậy, điều này chỉ diễn ra vào trong thời kỳ tận thế thôi, chứ không phải là trong thời kỳ nguyên khởi, được chứ? Một điều nữa, nếu thuyết Big Bang là có thật, thì mọi thứ lẽ ra phải nên được phân bổ đồng đều. Nhưng lại không phải như vậy. Điều này trông rất ngổ ngang. Quý vị có một đám ngôi sao và vô vàn dặm trống không? Big Bang là một thứ thật sự to lớn. Chỉ là vậy thôi. Nếu tôi có thể cho quý vị biết rằng
Theo khoa học thì độ tuổi của thế giới này không phải lên đến hàng tỷ năm thì sao? Tiến hóa cho rằng trái đất được 20 tỷ năm tuổi, vũ trụ khởi nguồn từ 20 tỷ năm trước, trái đất được 4,6 tỷ năm tuổi. Vậy thì, nếu tôi có thể chỉ ra rằng theo khoa học thì thế giới này không phải hàng tỷ năm tuổi thì sao? Điều đó sẽ hấp dẫn chứ. Chúng ta nên dừng ngay các thuyết tiến hóa thôi, phải không? Bây giờ thì tóm gọn lại như thế này. Những người theo sáng tạo thì tin ban đầu Đức Chúa Trời. Những người theo thuyết tiến hóa thì tin ban đầu bụi đất. Thật sự đó là như vậy. Nhưng cả hai đều là tôn giáo. Cả sáng tạo và tiến hóa đều là những thế giới quan tôn giáo mà thôi. Thuyết tiến hóa không hề thuộc về khoa học. Không, thuyết tiến hóa chỉ là một thế giới quan tôn giáo mà thôi. Cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị vào buổi tiếp theo.